Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tạm lắng thì từ cuối tháng 2 đến nay, dịch tả lợn châu Phi lại bùng phát và diễn biến rất là phức tạp. Đặc biệt tại một số điểm vừa công bố hết dịch thì nay đã quay trở lại. Phóng sự do nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện. Đàn lợn nái của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung, xóm Phượng Lịch, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu bị dịch tả lợn châu Phi cách đây một tuần. Từ đó đến nay, mỗi ngày gia đình bà đều tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột. Chờ khuyên cáo của cơ quan chuyên môn mới tiến hành tái đàn. Trong cái thời điểm dịch này thì chung gia đình cũng khó khăn rồi, thì cũng mong muốn là chính quyền địa phương cũng như cấp trên thì tăng cường cái phòng chống dịch cho dân được nhớ. Rồi đó, giờ thì cũng trong thời điểm thì cũng gia đình cũng phải tuân theo cái quy định của nhà nước là phải phòng dịch hết dịch trong thời gian bao nhiêu thì gia đình mới tái đàn. Do hình thức chăn nuôi đa phần là nhỏ lẻ, phân tán, thiếu kiểm soát chặt chẽ về quy trình nuôi, giết mổ, nên từ ngày 22 tháng 2 đến nay trên địa bàn xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, dịch tả lợn châu Phi lại bùng phát trở lại tại 4 hộ, với 20 con lợn nái buộc phải tiêu hủy. Với địa hình chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ trong dân lại phụ thuộc vào hệ thống nước sông Bùng đi qua nhiều vùng dịch, nên hiện nay công tác phòng chống dịch vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi là nằm ở cái điểm giữa của một cái vùng trũng, giữa từ Yên Thành về cho đến là Bà Ra thực phẩm, thì nguồn nước chủ yếu là nó tập trung là nó dùng vào cái nước sông Bùng, mà người dân là dùng cái thức ăn nuôi lợn là bằng cái bèo ở ngoài sông ấy vớt về, cho nên là nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề là cái môi trường. Tính đến ngày 3 tháng 3 năm 2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 21.200 hộ, 2.600 xóm, 367 xã, 21 huyện. Tổng số lợn đã tiêu hủy 95.096 con, chiếm 10,17% tổng đàn. Hiện đang còn 829 hộ thuộc 26 xã của 9 huyện đang có dịch chưa qua 30 ngày. Đáng lưu ý là có 6 xã thuộc 3 huyện Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu đã tái dịch trở lại. Đã thành lập cả cái chốt để thống chốt chặn cả cái điểm có thể vận chuyển lợn đi qua. Tiếp tục là tăng cường công tác kiểm tra đội vệ lịch các cái đơn vị xã và tích cực trong cái công tác tuyên truyền đến các cái hộ dân để làm sao đó các cái hộ dân hiểu rõ cái tác hại của cái việc của cái bệnh dịch tả và từ mình để tổ chức phòng chống ngay tại gia đình của mình. Ngoài cái việc là hỗ trợ kinh phí của tỉnh thì huyện cũng bỏ ngân sách ra hỗ trợ bằng việc là mua vôi bột để giao cho các xã cũng như là nhận cái hóa chất về để tiêu độc khử trùng và đặc biệt là nhắc nhở chỉ đạo sát các cái ban thường vụ cũng như là ủy ban nhân các xã mà có cái hiện tượng tái dịch, tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát và đặc biệt là cái lực chuyên môn của huyện cũng đã tích cực cùng với địa phương để thường xuyên giám sát. Do chưa có vaccine phòng bệnh, cho nên việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi còn kéo dài, trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp và nhiều nơi đã tái dịch trở lại, thì các cấp ngành địa phương và người dân cần vào cuộc quyết liệt, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là người chăn nuôi cần đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, cũng như tiêm phòng các dịch bệnh đầy đủ.